lối này. Em bỏ đi trên mái lạnh đầy hành trang chẳng phai, chẳng phai rồi ngày mai. Tình đầu tiên trả lại cho em tình yêu đó một người. Mình ơi, dạ. Bữa nay á con mình nó có thịt ăn rồi. À, con măng này anh bẻ đâu mà nhiều quá vậy? Bữa nay anh đi vô sâu lắm, em biết không? Vì ăn hoài một thứ măng lồ nên nhức mình quá xa, thành thử anh muốn thay đổi món. Nên anh mới lần vào tận rừng sâu thì gặp một giác rừng đê bạc ngàn. Sao mùa mưa măng mọc rất nghi nhiều, anh sáng mang về đặng để dành ăn. Em đã khuyên anh nhiều lần nên cẩn thận, đừng đi vào rừng sâu quá không nên, vì rừng sâu nguy hiểm khó lường. Vậy mà anh cứ liều lĩnh khiến cho em lo. Được rồi, anh hứa từ nay không cãi vợ nhà. Sao bà xã, vậy thì hết giận anh chưa? Anh hứa cho giữ rồi bữa sau cũng quên mất hả? Hơi đâu mà giận anh cho mệt. Thôi anh đi tắm đi, để măng em đem về nhà cho. À, con treo này nữa. Em nghĩ mình đừng có xẻ thịt nó, mà mình đem nó ra chợ bán. Lúc này người ta mua những con thú còn nguyên như vậy á, để đem về nhồi bông đó, giá cao lắm. Bán đi mình sẽ có tiền mua gạo và sắm ít đồ trong nhà nữa nghe mình. Nghĩ cũng được cười, người không có thịt ăn, còn kẻ thì lại nhồi bông chân chơi vậy hả? Ôi anh nghĩ ngợi làm gì, từ xưa đến giờ chuyện giàu nghèo là vậy mà. Thôi đi tắm lẹ lên rồi về nhà ăn cơm. Em dẫn con về trước dọn cơm sẵn chờ anh đó. À, tắm xong là anh về liền. Em về trước đi ha. Dạ. Cứu tôi, ai cứu giúp tôi. Kỳ Anh, anh sao vậy? Anh ơi, nè, anh ơi, anh à. Vậy múc sẵn một tô để nguội, chút nữa cho anh ta ăn liền. Anh ta kiệt sức vì đói đó. Dạ. À, anh đã tỉnh rồi à? Tôi đang ở đâu đây? Anh đang ở trong nhà của tôi, đừng có lo lắng gì hết á. Tôi đói quá. Được được. Mình ơi, múc cháo đem lên nha. Đây nè,
Anh ăn hết tô cháo là sẽ khỏe lại liền ha. Cảm ơn. Cô kìa, từ từ mà ăn, cháo còn nhiều lắm, từ từ. Mình ơi, ổng sao vậy mình? Không có sao đâu, anh ta đổ mồ hôi ra rồi nè, chỉ cần nghỉ thêm một chút nữa là anh ta sẽ khỏe thôi. Tiền của tôi đâu? Anh yên tâm đi. Đây nè, tất cả những gì mà anh có đều còn đủ đó. Anh đã cứu tôi. Tôi bắt gặp anh bên bờ suối á, trong lúc anh đang liệm dần, tâm trí đã hôn mê, nên tôi vội đưa anh về nơi đây để mong cứ chữa kịp thời. Cũng may những vết thương trên người không nặng, đắp thuốc vào sẽ mau lành để lắm. Sau đôi khát đã khiến anh kiệt sức như vậy, tôi mang ơn vô cùng. Nếu không nhờ anh cứu thì chắc giờ này hồn tôi đã lìa khỏi xa. Có gì đâu mà không câu ân nghĩa, gặp hoạn nạn phải đỡ đần, có là lẽ sống xưa nay. Thôi anh nằm nghỉ cho khỏe hẳn á, rồi ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ mà nói chuyện nhiều thì mệt lắm á. Dạ cảm ơn anh. Anh ơi, xin anh cho tôi biết anh tên gì vậy? Tôi tên Nhân, còn người ban nãy là vợ của tôi tên Yến. Yến à? Còn tôi tên Mạnh. Anh nằm xuống nghỉ đi, anh phải nghỉ ít nhất cũng mấy ngày mới bình phục hẳn đó. Như vậy có làm phiền anh chị lắm không? Không, không đâu, anh đừng có ngại. Anh cứ ở đây nghỉ chừng nào khỏe muốn đi cũng được. Nhà chỉ có hai vợ chồng với đứa con thôi à. Thôi, anh nghỉ đi nha. Cảm ơn anh. Chị Yến dạ. Chị đang phơi đồ đó hả? Dạ. Để tôi giúp chị một tay nha. À, dạ thôi được rồi, tôi làm một mình cũng nhanh thôi. Trời đất ơi, ngày nào cũng vậy. Khi tôi mở mắt thức dậy thì anh Nhân cũng đi rồi. Bộ anh thức sớm lắm hả chị? Dạ, anh dậy sớm lắm để vô rừng thăm chừng mấy cái bẫy thú á. Sợ vô muộn thì con mồi bị mất hay là bị mấy con thú khác ăn thịt á. Cuộc sống của anh chị chắc là cũng vất vả lắm phải không? Chúng tôi quen rồi. Khi nhìn thấy chị, tôi hơi ngạc nhiên đó. Anh ngạc nhiên về chuyện gì? Tôi ngạc nhiên vì sao chị lại chịu dâng thân vào chốn quan du, lấy một người nghèo khổ để làm chồng. Tôi nói thiệt, chị cũng đậm đà nhan sắc, cớ sao lại cam chịu hầm hiu? Thấy như vậy á đã đủ ấm êm. Anh Nhân là người chồng rất tốt với tôi, vợ chồng hòa thuận lại thêm đứa con ngoan nữa, tôi còn màng chi mơ ước xa vời. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế thôi sao? Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì. Chị Yến nè, chị biết không, trên đời này còn có nhiều thứ cần phải biết lắm. Ví dụ như là thưởng thức những món ăn ngon nè, mặc những bộ quần áo đẹp nè, đi đây đi đó để thưởng thức hương vị của cuộc sống. Tôi mồ côi, anh Nhân cũng mồ côi. Chúng tôi gặp nhau rồi thành vợ thành chồng. Tánh của anh Nhân không thích ở những nơi náo nhiệt đông người, nên chúng tôi vào đây dựng nhà để ở. Từ trước tới giờ tôi chưa hề đi đâu xa, chỉ ở nhà, xa lắm,
là đến chợ nhỏ cách đây khoảng 5 cây số rồi về hà. Minh ơi, Minh à, chồng tôi về tới rồi đó. Em nè Minh ơi. Trời đất ơi, hồi nãy giờ làm gì mà không để ý. Coi chừng con, anh đã dặn em đừng cho con đi quá xa, rủi con bị răng rít hay là bò cạp nó cắn thì nguy hiểm vô cùng, sao em lại chẳng trông chừng. Nãy giờ em tưởng con nó quanh đây chơi ở trước sân á, ngờ đâu nó đi quá nhanh vì em mãi lo hơi đồ đạc. Nè, lần sau có làm gì cũng đừng quên con mình. Lại đây con, sao con lại đi chơi xa quá vậy? Con làm cho ba la má đó, con thấy không? Đi theo má vô rửa mặt nha. Anh Nhân à, anh mới về đó hả? Sao hôm nay có con mồi nào sập bẫy không hả? Không, nếu ngày nào cũng có chắc tôi đã giàu lâu rồi. À, chân anh đã lành hẳn chưa? Hôm nay tôi đi tới đi lui thấy bớt đau hơn hôm qua rồi. Vậy thì chỉ nghĩ ít ngày nữa là anh khỏe mạnh bình thường thôi. Anh Nhân à, Tôi để ý từ ngày anh cứu tôi cho tới nay, anh chưa hề hỏi tôi một lần tôi là ai, từ đâu tới nơi này, và làm sao lại gặp nguy nan như vậy. Tôi thắc mắc làm gì, mỗi người có một hoàn cảnh riêng tư mà. Anh gặp khó khăn tôi giúp không ngần ngại, và không cần tìm hiểu vì sao anh gặp nạn. Bởi vì tính người đâu phải ai cũng giống nhau, có người thích nói ra và có người cần im lặng. Nếu anh không muốn nói mà tôi cứ buộc anh thú lộ, thì dĩ nhiên anh sẽ phải nói láo. Như vậy thì dù có biết cũng như không, nhưng có người lạ đang nương náu trong nhà anh, không chút bận lòng hay lo ngại hay sao. Tôi đã giúp anh qua cơn hiểm nghèo, chẳng lẽ anh lại lấy oan trả ơn. Tất nhiên là tôi luôn nhớ ơn anh chứ. Như vậy thì tôi cần gì phải lo ngại. Thôi, ta vô nhà ăn cơm đi, tôi thấy đói bụng lắm rồi đó. Nào, ta vào nhà. Đi anh. Mình ơi, mấy bộ đồ của mình rách lắm rồi đó. Tôi là đàn ông, mặc đồ rách thì có ăn nhậm gì đâu. Đồ của em cũng rách rồi. Hôm nào á mình có tiền á, mình sắm mấy bộ đồ khác để dành mặt nha mình. Chừng nào có tiền rồi hẳn hay. Nhưng mà mình nhớ cho em loại vải màu sáng sáng một chút á. Em thích màu vàng với màu đỏ nữa à. Mình đừng có mua loại màu xám hay là màu nâu nữa nha mình. Em à, mình là người quần quật cả ngày thì mặc làm chi cái loại màu vàng hay màu đỏ cho phí đồng tiền. Một bộ đồ có giá gấp ngay mấy lần mà lại mau dơ, bởi ở nơi đây bụi đất quanh năm. Em đâu cần mấy bộ, chỉ mong có một bộ à, để mỗi lúc đi đâu có với người ta. Ở nơi đây hoang vắng em thấy đó, ít có bóng người, không lẽ ra cái chợ nhỏ xíu cũng phải trang hoàng sao? Mình không chịu thì thôi, trước đến nay em có đòi gì đâu. Chuyện cần lo hiện tại làm sao lo bụng, còn mặt đẹp ăn ngon chưa thể tính được đâu. Mình ơi, mình ơi. Gì đó? Cái ông gì đó ông đi rồi mình ơi. Ủa, đi rồi sao? Không thấy đâu hết thì chắc là ông đi rồi á. Chẳng lẽ anh ta đi mà không nói với vợ chồng mình một tiếng sao? Không lẽ không chịu cảm ơn mà còn lấy bộ đồ của mình bận nữa. Thiệt không biết điều. Thôi kệ em, giúp người là chuyện tốt, còn họ đối xử thế nào á thì kệ họ. Nghèo mà còn gặp cái eo nữa. Bộ đồ mình cho ổng mượn bận á là bộ đồ tốt nhất á. Thôi đừng có tiếc nữa, ai ăn ở sao thì có ông trộm nhìn thấy mà. Thiệt là tức ghê vậy đó. Bỏ đi.
chị Yến. Ủa, ông chưa đi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng. Chị tưởng sao? Chị tưởng tôi đi luôn mà không nói một lời từ giã hay sao? Hay là vô ơn như vậy? Yến à, chị biết là hồi sáng nay tôi đi đâu không? Không biết. Sáng nay tôi định ra chợ mua một ít đồ. Tới nơi thấy chợ nhỏ quá à, không có những thứ tôi cần, cho nên tôi mới đón xe đi thẳng lên chợ huyện. Ở đó rất nhiều đồ tha hồ mà lựa chọn. Trước hết tôi sắm vài bộ đồ để tiện đổi thay. Tôi có mua cho anh Nhân một chiếc áo sơ mi, thêm chiếc quần jean cho đủ cơm lê. Và còn đây là quà của bé Trâm. Trời ơi, nhiều như vậy thiệt là tốn kém biết bao. Làm sao sánh bằng mạng sống của tôi nếu như hôm đó tôi không gặp được anh Nhân. Vậy mà cứ ngỡ là ông đã ra đi. Nghĩ lại thật là xấu hổ cho tôi á. Chuyện hiểu lầm mà chị nghĩ ngờ đi làm chi. Tôi không biết nói sao để cảm ơn ông nữa. Chị khỏi cần phải nói gì hết. Đây là phần của chị. Của tôi. Đúng rồi, của chị đó. Tôi không dám nhận đâu. Chị Yến, chị đừng có từ chối mà. Đây là tấm lòng thành thật của tôi. Chị Yến à, tôi muốn những cánh hoa phải ngẩn ngơ khi nhìn thấy chị. Và đàn bướm đang nhợn nhơ bên suối phải trao nghiêng vì bởi ghen. Chỉ như dần thái dương với ánh sáng dịu kỳ khiến cho đất trời say đắm. Lá rừng cũng ngẩn ngơ quanh muôn mình theo. Anh đừng nói quá, tôi chỉ là con quê mùa mà thôi. Tôi nói thật mà. Cuộc đời của tôi quen rồi, nắng vội xa đâu dám điểm tô lụa là những người ta. Như cánh hoa trót sinh ra nơi rừng hoang tâm. Chỉ còn xinh tươi đâu thua kém hoa hồng. Đường tương lai hãy còn tươi sáng. Biết đâu mai đây chị sẽ bước vào. Anh nói như vậy chắc chỉ để an ủi tôi thôi à. Chứ quê mùa như tôi thì đâu có ngày được giàu sang như người khác. Yến, điều đó không khó đâu. Chỉ cần... Yến ơi! À, Yến! Chồng tôi về tới rồi kìa. Em đây nè mình ơi! À, trời ơi! Con nói sao vậy mình? Tôi đã dặn cô nhiều lần rồi, tại sao cô không có chừng để con nó té xuống suối? Nếu tôi về không kịp thì sao đây hả? Mình ơi! Em xin lỗi. Bị sao vậy anh? Ủa, anh chưa đi à? Tôi chỉ ra chợ mua ít đồ thôi. Cháu bị sao vậy hả? Nó bị té xuống suối.
May quá, tôi mới mua chai dầu nóng nè, anh thoa cho cháu để nó bất lạnh. Anh để em thay quần áo cho con. Tôi lo cho nó được rồi, không cần tới cô đâu. Anh Nhân à, anh đừng có giận chị nữa, vợ anh không có lỗi đâu. Vậy chứ nãy giờ cô làm cái gì không chịu coi chừng con? Tôi đã nói đi nói lại với cô bao nhiêu lần rồi, nói là con nít phải để mắt tới nó thường xuyên chứ. Tôi cho cô biết, con tôi có mệnh hệ gì á thì tôi với cô cũng không còn vợ chồng gì nữa hết á. Anh Nhân à, tôi khuyên anh mà, bớt giận đi anh Nhân, cháu nó qua lúc nguy hiểm rồi mà. Anh Nhân, vô với tôi miếng đi anh Nhân. Vô anh. Vô. Tôi nói với anh chuyện này nè. Chuyện gì? Tôi thấy anh đối xử với vợ như vậy là có phần hơi quá đáng đó anh Nhân à. Quá đáng à? Chứ còn gì nữa? Không đâu, đàn bà là phải có bổn phận lo cho con từng ly từng tí. Vậy mà cô bỏ lơ, cô để cho con nhỏ suýt chết như vậy thì thử hỏi cái tình thương của người mẹ cô để ở đâu chứ. Nhưng cái đó là do sơ ý, như vậy cũng đâu có gì đáng phải ăn bạc tay của anh chứ. Tôi có quyền giận chứ. Nhưng mà anh không được quyền đánh vợ của mình. Anh làm như vậy là ôi bậy lắm á. Ôi, chuyện của vợ tôi để tôi giải quyết, không có cần anh xí vô. Nhưng mà chuyện đó xảy ra trước mắt của tôi không thể làm ngơ. Đây là chuyện nhà tôi, anh khỏi phải xem vô. Nhưng tính đàn bà đâu phải là ai, vợ anh quá hiền sao chẳng thương ta. Một lần cho cô nhớ, con là núng ruột của mình. Đã mấy lần sơ sẩy, tưởng nó mất mạng rồi. Đúng ra có vợ hiền anh phải biết cưng, chuyện chẳng đáng gì sao anh lại nhân tâm. Ôi chuyện lục đục trong tình chồng vợ mà là lẽ thường tình, ai cũng vậy thôi. Nãy giờ tôi thấy cũng kỳ. Kỳ gì? Anh là người ngoài sao cứ mãi quan tâm vậy? À, thì tôi thì tại vì tôi quý mến anh chị nên tôi không muốn anh chị lục đục với nhau vậy mà. Như vậy thì cảm ơn. Ôi, nghĩa gì cũng biết nữa. Nè, đó. Nè, rót rượu rồi nè, uống nữa đi. Uống vô tôi miếng nữa đi anh Nhân. Nãy giờ uống nhiều quá rồi. Tôi... gì vậy? Tôi thấy mệt rồi. Mệt rồi hả? Từ ngày gặp anh đến giờ anh em mình chưa uống mừng lần nào mà. Bữa nay tôi khỏe rồi thì anh em mình phải uống một bữa cho trọn tình trọn nghĩa chứ. Không, uống đi anh. Uống sai thì đi ngủ chứ có làm sao. Uống đi, vô, vô. Uống thì uống chứ. Vô. Vậy mới coi được không? Yeah.
nhà thủy chung, dù vật nổi sao giờ tình tròn chỉ không phai. Ngày vui không hôn lệ, không pháo nổ rượu nồng, nhưng có tấm lòng thành xin thần linh chứng tri. Kể từ ngày hôm nay, trên mảnh đất quan này sẽ là mái gia đình của hai trẻ ư dơ. Thôi được rồi, đứng lên đi em. Cuộc sống của mình sẽ còn gặp nhiều vất vả, nhưng anh tin ở trong mái nhà lá đơn sơ vẫn khơi lên niềm hạnh phúc. Em cũng tin như vậy. Ừ. Ý em khóc à? Anh Nhân ơi, làm sao em ngăn được dòng nước mắt? Thân phận cút côi từ khi thơ ấu, em đâu dám ước mơ một mái gia đình. Đời em như chiếc lá cùi trên mặt sông buồn, chưa biết sẽ vui vào gần khác hay giam mình trong ao vắng tuổi thơ dư giả rối đòn, nhưng theo dẫn lời ân cần triều mến. Nếu không có vòng tay anh che chở thì thân phận em như giọt sương khuya chẳng mong thấy y mặt trời. Yên ơi, nếu như tuổi thơ em phải hứng chịu rối đòn để đổi lấy ba cơm của kẻ lạ lùng dưng, thì thơ ấu của anh cũng trăm chiều lao khổ. Ngày thì kết bạn với nắng mưa, đêm thì của mình trong sương gió. Ba cơm anh pha lần giọt mồ hôi của lâm khi gian cả dòng nước mắt. Kiếp mồ côi không cha không mẹ, chỉ biết cúi mặt làm thân chớ đâu dám mơ. Còn thiếu gạo thì mình vẫn thấy no lòng vì được chia sẻ cảm thông. Chiếu chăn dù chưa ngăn được gió núi đêm rừng, nhưng ngọn lửa ân tình sẽ làm cho mình bớt lạnh. Rồi tháng lại ngày qua mai tranh sẽ vang lên tiếng cười con trẻ. Cuộc sống giàu đơn sơ nhưng hạnh phúc gian. Anh Nhân, dù cực khổ đến đâu em cũng không lo sợ. Em nguyện làm vợ anh trọn một đời. Hai đứa chân thật thì mọi khó khăn gì cũng không lo ngại hết em à. Anh Nhân. Gì em? Em chỉ xin anh một điều thôi à. Mà điều gì? Em sợ đòn lắm. Anh có giận thì nói chứ đừng có đánh em nha. Tại hồi nhỏ tới lớn đi ở đậu chung tam bị đánh hoài nên em sợ lắm. Tội nghiệp hơn. Em là vợ của anh thì anh thương em không hết, chứ đánh em làm chi. Anh hứa đó nghe. Anh hứa mà. Nhưng rủi mai mốt lỡ anh giận quá anh đánh em thì sao? Thì cho anh mất vợ luôn. Anh này. Chị Yến. Anh đi đâu vậy? Tôi thấy chị đi gánh nước, tôi ra đây để giúp chị. Còn chồng tôi? Anh sai quá, anh ngủ rồi. Thôi, tôi gánh một mình được rồi, anh về đi. Nè, khi tôi bị bệnh chị từng nấu cháo cho tôi ăn. Không lẽ bây giờ tôi khỏe, thấy chị gánh nước nặng nhọc, tôi không giúp hay sao? Nè, để tôi múc nước lên cho chị gánh nha.
là đàn ông mà ra suối lấy nước như vậy tôi còn thấy mệt, huống hồ là chị. Nói thiệt nha, nếu tôi là anh Nhân, tôi không bằng lòng để chị gánh nước như vậy. Đường thì quá xa, suối lại trơn trật, đuổi chị té làm sao. Tôi sẽ tìm một cái hồ thật lớn ở phía sau nhà đây giữa nước, rồi đích thân tôi gánh về, thà tôi khổ nhọc chứ không bận lòng người thương. Ai mà được anh thương, chắc là người có diệp phúc trên đời. Vậy mà cho tới nay tôi vẫn chưa dám nói rằng tôi thương. Chắc người đó ở xa lắm, còn anh lại ở đây nên không có dịp gặp gỡ. Tôi đã gặp đi rồi nhưng chưa dám nói vì sợ người quay lưng. Anh gặp ở đâu? À, chắc gặp ngoài chợ phải không? Không phải đâu, tôi... Nhưng mà thôi, nè, để tôi xách nước cho chị nha. Nãy giờ lo nói chuyện mà quên á. Anh coi chừng á, trơn lắm đó. Ôi chết chết. Trời ơi, có sao không? Anh đưa tay đây, để tôi kéo anh lên cho. Anh chưa có quen nên dễ té lắm á. Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Yên. Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều bê dâu. Cũng đành chấp nhận hôm ta đều hay trong kiếp lang thang, cho cũng đào rơi vào đêm giữa trời dài nặng
mối tương tư. Thà một lần nói thật với em còn hơn căm lặng chết mòn theo năm tháng. Nếu làm chi nhỏ tăng tình xa, anh muốn hai ta nối nhịp đời bằng lưu nồng duyên thắm. Tôi đã có chồng có con rồi mà. Yên à, cuộc đời cũng như là trang sách. Nếu như trang này đã lỡ thấy màu mực đen tâm tối, ta không thể lật sang trang khác để mà điểm tô lại bằng màu xanh giọng em mà. Còn có thể lật sang trang khác được sao? Đừng, được chứ em, đừng. Xin hãy để tôi đi, đừng gửi lại trong tôi những nỗi buồn. Sự thật tươi hồng, tôi đã quen với cảnh rừng xanh thầm, đã quen đếm từng mùa bằng màu lá trên cây. Dù trong lòng vẫn mong được một chuyến đi xa, để biết phía xa núi rừng kia là phố phường hay biển cả. Nhưng phần qua dài rừng hoang tôi cam chịu, đành tự an ủi mình bằng giấc mộng đêm đông. Yến à, anh sẽ đưa em đi. Em không thể nào sống mãi nơi tăm tối này được. Anh sẽ bảo bọc cuộc đời của em. Em mơ gì, em ước gì, anh cũng biết ước mơ đó trở thành sự thật. Nhưng còn chồng tôi? Anh ta là cây rừng, anh ta chỉ quen sống với rừng. Anh ta không tạo cho em một cuộc sống sung sướng được đâu. Đi với anh, em sẽ thấy sau cánh rừng này một cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Còn bé Trâm, con tôi. Nếu mà em còn thương con thì hãy đem nó theo, anh sẽ lo lắng cho mẹ con em mà. Nhưng đừng, em đừng có nói gì nữa hết á. Không còn lý do gì để có thể buộc anh phải xa em. Yên, anh yêu em mà. Anh Yên, anh đừng. Yên, anh yêu em. Không có ai yêu em bằng anh đâu. Anh yêu em mà. Yên, Yên. Chà, bữa nay gió lốc gì đâu hết trơn hết trọi, nóng quá. Ngồi đó đi, uống gì đây, rượu đế hả? Nói chơi với chú mày vậy thôi, trời nóng như vậy mà uống rượu đế vô chắc tiêu luôn cái cổ họng luôn. Nè, có trà ngon để nguội nè, làm vô một ly là mát liền. Sao, chuyến này mua bán đỡ không? Ế hả? Không phải ế như vậy là khá phải không? Thôi, nói chuyện chúng mày mệt quá. Mày ra dấu cho tao dễ hiểu hơn. Thí dụ tao hỏi ế hay khá, mày nắm tay lại, mày đưa ngón cái lên là khá. Còn mày chỉa xuống như vậy nè là tao biết ế rồi, khỏi ú ớ chứ cho mệt. Vậy thì khá phải không? Chúc mừng chú mày nha. Cho một gói thuốc đi ông chủ. Một gói hả? Có ngay. Ngồi chờ chút xíu nghe anh ba, để cho vô nhà tôi lấy. Chà, lâu quá mới thấy anh. Mỗi tháng anh em hàng đến bán ở vùng này một lần, sao tháng rồi không gặp. Bệnh hả? Bây giờ khỏe chưa? À, khỏe rồi hả? Bộ không nhớ tôi hả? Nhà tôi ở mé trên đồi đó đó. Đúng rồi, tôi có vợ và một đứa con nhỏ. Anh ba, thuốc nè anh ba. Cái gì nữa?
Cái gì? Mày thấy vợ chồng người ta ôm nhau hả? Mày thấy vợ ảnh ôm người khác hả? Nè, mày đừng có kể bậy. Mà vợ chồng người ta đâm ra lục lục, như vậy là mày có tội. Nếu chính mắt mày không thấy thì mày vẫn chỉ tay con trời. Hề học rằng nếu mày nói láo sẽ bị ông trời ổng đánh chết. Anh Câm anh kể cái chuyện gì mà bí mật quá vậy chú Quán? Ôi hơi đâu mà để ý anh ba ơi, nó trông gà quá quất rồi. Nó kể nó đi ngang qua con suối gần nhà anh, nó gặp một cặp trai gái đang ôm nhau. Anh Câm, anh thấy hồi nào? Hôm qua hả? Anh ba, nó nói chiều hôm qua. Chiều hôm qua? Thôi tôi đi. Ủa anh ba, bữa nay đi rừng trễ vậy anh ba? Tại hôm qua uống rượu nên ngủ dậy trễ quá. Lời cho anh biết đi, chừng nào chúng ta mới rời khỏi chỗ này? Em chưa thể trả lời anh lúc này được. Em cứ nói câu đó hoài hả? Yến à, anh nghĩ chúng ta lúc này không thể chần chờ lâu hơn. Vì chuyện tình thầm lén sớm muộn sẽ đến ngày phơi bày ra ánh sáng. Em còn tiếc gì mái nhà trắng sơ sát và cuộc sống anh đi thầm bên bìa rừng hoang vắng. Nhưng cũng tại nơi đây em đã cất tiếng nguyện này. Nay quay lưng từ bỏ gia đình, em thật chẳng đành. Làm người thì phải biết tính toán, sao cho đời sung sung đủ đầy như cá khôn khi tìm sông rộng mà bơi. Anh phải để cho em có thời gian suy nghĩ chứ. Anh đã nói rồi, anh sẵn sàng bảo bọc cho cả con và em nữa kia mà. Em còn bắt anh chờ đến chừng nào nữa? Anh chỉ sợ nếu như anh Nhân mà biết được chuyện này, chắc anh sẽ giết anh mất. Yên! Yên! Cô đâu rồi? Yên! Cô đâu rồi? Trời ơi! Anh Nhân về! Sao hôm nay anh không đi rừng? Chết rồi! Như vậy là anh đã biết chuyện của mình rồi. Chúng mình phải trốn khỏi nơi đây mau. Nhanh lên em, nhanh lên. Nhưng mà còn con em. Chuyện đứa con mình tính sao? Bây giờ mà để anh ta gặp thì nguy hiểm lắm đó. Chạy mau lên em, mau lên. Vào gốc cây để thông thả tư tình phải không? Yên ơi, sao cô lại sanh tâm phản bội chồng mình trao đổi ai ân với kẻ lạ người ta quên lời thề
trong khi tôi trước sau vẫn về nhìn, chữ trăm năm vẫn giữ bên lòng, không phút giây sao đồng mơ màng. Người ta nói con là sợi dây để thắt chặt mối tơ duyên, sao con tôi còn đây mà sợi tơ tình lại rời đã đứt lìa. Mấy năm trời tình chồng nghe vợ, còn lái gì ngoài mảnh vụn đau thương. Mời ba mở con người ba. Trâm, Trâm con ơi, má con đã bỏ đi rồi Trâm ơi. Giờ đây chỉ còn lại của cha con mình thôi. Trâm con ơi, ôi nhìn con đang chứa giọt buồn, đầu xanh làm chi nên tội. Giờ đây thắp lên ngọn đèn để đợi chờ người tình phụ. Người ta đã phụ tình, sao bác vẫn còn chờ đợi? Vợ chồng mà cậu, giận thì có giận, mà thương sao vẫn còn thương. Thêm một nỗi, tôi mong vợ tôi thức tỉnh trở về, cho con tôi có cha, có mẹ. À, còn con của bác, bây giờ ra sao? Sao cháu không thấy trong nhà? Con của tôi à, tôi cũng không biết nữa.
Để từ từ tôi kể tiếp cho cậu nghe. Từ khi vợ tôi bỏ đi, tôi cam lòng chịu cảnh gà trống nuôi con chờ đợi. Có lẽ lời khẩn cầu của tôi được ơn trên chứng giác, cho nên hơn một năm sau, người xưa trở lại. Sao? Vợ bắt trở về à? Phải. Anh Nhân. Hả? Yên. Yeah.
Nếu cô thấy xót đau khi vượt dặm đường xa trở về mà không được mở lòng tha thứ, thì sao cô không nghĩ tới những năm dài tháng rộng ai dò dỗ dỗ con thơ trong những đêm trường. Con không đòi mẹ thâu canh thì nước mắt cha cũng tuôn đổ thành dòng. Nay thì giấc ngủ của con đã quen không cần mẹ, nỗi mong chờ của tôi cũng đã héo hôn. Nước mắt đã cạn lâu rồi trên mắt trẻ thơ, còn trái tim tôi cũng quá thành xoài đá. Cô về làm chi cho rừng xanh tôi hận, cha con tôi đã quen rồi giấc ngủ cô đơn. Tiến à! Tiến!
đâu rồi? Niên ơi! Ủa? Đâu rồi kìa? Trâm à! Trâm ơi, con đâu rồi? Niên ơi! Em đâu rồi em? Trời ơi! Không còn đồ đạc gì của cô ta cả. Thì ra cô ta trở về đây là để tìm cách bắt đứa con đi. Đồ phản bội! Yên ơi, tôi đã tha thứ cho cô, tại sao cô còn nhẫn tâm với tôi như vậy? Tại sao cô bắt cô tôi đi? Trâm! Trâm ơi! Con ở đâu? Con ở đâu rồi? Trâm ơi! Trâm ơi! Con đừng bỏ ba! Đừng bỏ ba Trâm ơi! Trâm ơi! Trâm! Trâm! Con lại đây với ba! Mẹ Trâm! Con... Cô là con rắn độc, cô là phường giả dối. Cô đi ngay, đi đi, tôi giết cô bây giờ. Đừng để tôi gặp mặt cô nữa, nghe chưa? Vĩnh viễn tôi không còn muốn gặp mặt cô nữa, cô nghe rõ chưa? Con của ba, từ bây giờ con không còn mẹ nữa rồi con ơi. Chỉ còn có con với ba mà thôi. Mai mà ba bỏ quên cái bẫy phải trở về lấy, không thì ba đã mất con rồi. Trâm, con của ba. Trời mưa bông bông bập bồng, mẹ đi lấy chồng. Mẹ đi lấy chồng, con ở với ba. Tôi rất tiếc khi phải báo tin cho anh biết rằng vết thương ở đầu đã làm tổn thương đến đôi mắt của anh. Nghĩa là tôi phải sống trong bóng tối vĩnh viễn sao? Đúng vậy. Trâm ơi, Trâm ơi, con có về nhà chưa Trâm? Trâm ơi, nhưng mà
đây làm sao ba có thể nhìn lại được gương mặt bé bỏng của con. Còn có nhớ bà không? Có hay bà đang gào thét mỏi mòn? Con còn nhớ không lời bà ru trong đêm vắng? Khi cơn gió đông về, thổi lạnh mái nhà tranh. Giờ con ở nơi đâu? Nếm ấm chăng em có làm con quên hơi ấm thâm tình? Những ngày bên ta trong yêu mong chăng mòn? Đôi mắt trẻ thơ giữa cồn còn nhớ chút gì cánh rừng theo xa xôi. Con ơi bao giờ con trở lại để ba được nghe tiếng thủ thị dài con. Từ giáo tôi mù đến bây giờ đã mười mấy năm qua, đêm nào tôi cũng trong ngọn đèn kia chờ đợi đứa con về, nhưng nghe nó vì bắt vỡ cho đến ngày nay chắc không còn nhớ được gì. Bác đợi làm chi cho thêm theo hết khi anh lửa chưa tàn, tôi vẫn cứ đợi trong một ngày nào đó khi cậu trở lại đây trong đêm khuya không thấy ánh đèn, lúc đó có nghĩa là tôi không còn chờ đợi nữa, cũng có nghĩa là thân xác của tôi đã được vùi lấp ở rừng này. Bác ơi, những lời tâm sự trong đêm khiến con bàng hoàng trước mảnh đời bất hạnh. Mười mấy năm qua bác vẫn chưa nguôi niềm hy vọng, dù đứa con xa chưa trở lại quê nhà. Nghe bác kể mà lòng cháu đây thổn thức từng hồi.
không ngờ trên đời lại có người xấu hiểm. Đã ngoại tình rồi lại còn về bắt con đi. Nhưng bác ơi, cháu tin rằng đúng ruột thân yêu, lúc nào trong lòng cũng lưu giữ hình ảnh bác. Nó đã khóc đến mòn hơi ngang tiếng, nhưng vì người ta giấu che không cho nó biết lối về nhà. Còn cậu muốn sao? Con tôi còn nhớ tôi à? Phải, cháu chắc như vậy. Vậy thì ngọn đèn tôi thắp lên đây lâu nay không vô vọng. Con tôi còn nhớ thì chắc chắn nó sẽ tìm về. Chỉ sợ khi nó về đến nơi thì không còn gặp cha nó nữa. Ngọn đèn này biết bao lần tôi đã thay tim, nhưng cuộc sống của người khi lũng tàn thì làm sao thay được. Bác đã chờ đợi được suốt mười mấy năm, thì nãy bác phải cố gắng đợi chờ để một ít thời gian nữa. Cháu sẽ cố gắng giúp bác đem người con trở lại, cho ánh đèn buồn không còn hổn thức nữa. Cậu nói gì? Cậu sẽ giúp tôi tìm đứa con dấu đưa về nhà ngày xưa gặp lại cha mình. Dạ, xin bác hãy tin cháu, đây không phải là lời an ủi xuông của khách qua đường cầu, mà từ con tim cháu đang thôi muốn bác nguyện cầu giúp bác được niềm đau. Cậu, nếu được như vậy tôi mang ơn cậu lắm. Bác bình tĩnh lại đi, trời cũng đã rạng sáng. Phải lên đường. Cậu đi mạnh giỏi nha. Dạ, bác ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nha bác. Cháu sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất. Tôi sẽ ráng giữ sức khỏe để gặp lại con tôi mà. Ngọn đèn này còn sáng thì tôi còn chờ đợi. Thôi, thưa bác cháu đi. Khoan đã, sáng nhớ đường đi vô nhà tôi nghe cậu. Dạ, cháu nhớ rồi. Thưa bác cháu đi. Cậu đi bình an vô sự nghe. Gì vậy hả? Mấy ngày nay anh đi đâu? Tôi đi đâu phải cần báo cho cô biết hay sao? Làm như cô là mẹ tôi vậy. Anh đi theo con nào? Đó là chuyện của tôi. Đồ khốn nạn! Đừng chửi chứ. Chửi nặng là ăn đòn đó nghe em. Ít ra anh đi đâu anh cũng phải nghĩ tới tôi một chút. Cô biết đâu, suốt mấy ngày nay tôi mang bình mà chẳng có tiền bút. Anh đi mất việc không ngó ngàng đến tôi. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng, sao anh nhẫn tâm không chút đối hoài. Vui đừng nhắc chi câu tình chồng nghĩa vợ tôi riêng cô. Là nắng sớm chiều mưa, tôi làm việc chi cô không có quyền can thiệp. Nếu chẳng bằng lòng thì cứ việc ra đi. Mạnh, bây giờ anh ăn nói phũ phàng với tôi như vậy đó hả? Anh đã từng nói anh thương tôi, anh yêu tôi, anh sẵn sàng bảo bọc tôi đến hết cuộc đời kia mà. Khốn nạn thật. Vậy mà bây giờ anh bỏ mặc tôi bệnh hoạn như vậy sao? Đấy là bệnh hoạn mà còn giữ vậy đó. Đó, la nữa đi, la cho ho đi.
Phải rồi, tôi từng nói tôi thương cô, tôi yêu cô và sẵn sàng bao bọc cho cuộc đời của cô. Nhưng đó là cô hồi trước kìa. Hồi đó cô dịu dàng, cô đẹp lắm mà, chứ đâu có ăn nói thô lỗ như bây giờ vậy. Phải rồi, nhưng ai, ai đã làm cho tôi từ một người dịu dàng mà trở thành thô lỗ? Ai? Dám nói tôi lắm mà. Chính anh chứ còn ai nữa. À, thấy không? Anh là Trần Cuồng Phong. Cuộc đời tôi vào giấc thâm hư, anh xô đẩy kẻ ngây thơ đến với thoái lòng người. Để rồi khi sắp lạc tay, anh lạnh lùng quay mặt dừng dưng. Cô ơi, chuyện vợ tạm trong mơ thì chỉ mà vui. Anh đã quên sao lời non thề biển nhiên, khi dụ dỗ tôi cất bước sang sông. Chuyện đó đã xưa rồi, còn nhắc lại làm chi? Cô bỏ nhà theo tôi cũng chỉ vì ham dụ. Cảnh xa hoa sung sướng an nhàn, tôi đã đối xử chu toàn, thì cô còn quan trách điều chi? Nhưng từ khi dấn thân vào lối sống xa hoa của đô thành Tráng Lệ, thì tôi cũng đánh rơi sự trong sáng thơ ngây của cô gái ngoan hiền. Bỏ cả lương tâm chỉ biết đồng tiền. Trời ơi, tại sao tôi lại giải thờ tưởng để cả xác lẫn hồn mạnh ơi, anh nhân danh tình yêu để đẩy tôi đến chỗ lọc lừa để ngày nay tôi chỉ còn thân xác là người chớ tâm hồn không hơn loài thú gì. Nè, không sống sung sướng thì phải chịu khó làm việc chứ. Lừa lọc dược dọc của thiên hạ cũng là làm việc sao? Đó là công việc không cần vốn mà lại lời nhiều. Để rồi bị trông chui trông nhủi hết chỗ này tới sang chỗ khác như vậy sao mạnh? Thì làm gì cũng phải gặp tai nạn nghề nghiệp thôi chứ. Anh biết không, mỗi khi nhìn những người đàn bà khác, lòng tôi dâng lên niềm xấu hổ vô cùng. Tại sao cô xấu hổ hả? Cũng một kiếp người mà sao họ hạnh phúc yên lành. Còn tôi đời ngập trong cám dỗ, tuổi đời đốt cháy theo khói thuốc rượu mòn trong men rượu. Trời ơi, tại sao, tại sao tôi không đủ can đảm đi tìm cái chết để lánh xa cuộc sống hư hèn này chứ? Biết làm sao để kéo thời gian quay lại cho tôi trở về với kỷ niệm ngày xưa. Vậy là tôi hiểu rồi. Cô còn tiếc cái ngày xưa sống trong rừng rú lắm phải không? Nè, đừng quên, đừng quên nhờ tôi mà cô mới bước ra ánh sáng, mới biết thế nào là ăn ngon mặt đẹp. Đừng quên nhé. Tại sao cô cười hả? Giờ cũng nhờ anh đó, nhờ anh mà tôi biết thốt ra những lời thô lỗ, biết hút thuốc, biết uống rượu, giờ biết những trận đòn như tử của kẻ vũ phu chứ gì. Thôi, tôi không có thời gian cãi giả với cô nữa. Nè,
Bây giờ thì cô đọc cái này đi. Gì đây? Đọc đi, đọc rồi biết. Nhắn tin: bà Trần Thị Yến đang ở đâu? Hãy liên hệ gấp với Vũ Minh Tiến, hiện ngụ tại, để nhận số tiền 20 triệu đồng. Do chồng bà là Nguyễn Văn Nhân đã mất ngày tại trước khi mất, ông Nhân có nhờ trao lại cho bà 20 triệu. 20 triệu là 20 triệu mà vào lúc này thì đỡ khổ cho cô nhiều lắm đó. Anh Nhân đã mất rồi sao? Ôi, đúng là một người chồng có chung, có thủy. Đến ngày nhắm mắt mà vẫn cố kiếm tiền để lại cho vợ nữa. Trời ơi, tội nghiệp ghê vậy đó. Nín! Mày nín đi! Mày không được cười mỉa mai anh ấy. Đối với anh ấy, mày chỉ là đồ sâu bọ. Nè, cô cho tôi là cái thứ gì cũng được, nhưng bây giờ thì đứng lên. Đứng lên! Sửa soạn đi lấy số tiền kia về đã. Không, không, tôi không đi. Cái gì? Nè, nãy giờ cô vẫn mặt hơi nhiều rồi đó. Đi không? Không. Ta nói ta không đi là ta không đi. Vậy là cô tính ăn riêng số tiền đó phải không? Tôi bảo cô đi, và phải đi nhanh. Không, không đi đâu hết. Không đi đâu hết. Không nhận số tiền đó đâu, không nhận. Cô phải nhận, cô phải nhận. Vì tôi đang cần. Nghe rõ chưa? Không. Tao nói mày nghe rõ chưa mày? Không, không. Không hả? Không. Không. Không nè. Thấy lần tao hả? Tao giết mày! Tao giết mày! Mày hiểu chưa? Ngày nào cũng thế, tiền thiếu luôn luôn vây quanh đòi ta. Tiền nhà hai tháng, tiền điện, tiền nước thiếu lung tung beng. Anh Tiên! Ủa, ai đây? Kiếm anh hả? Dạ, em là bé ba, chị của em là bé hai đó. À, bé hai là chị của bé ba. À, có chuyện gì không cưng? Dạ, chị em thấy anh về, chị em kêu em lên xin anh trả tiền mấy gói thuốc anh mua thiếu đó. Anh hiểu rồi. Nè, để vài bữa nữa anh trả cho nghe. Anh trả giùm đi, chị em nói bán buôn không có vốn nhiều mà anh thiếu lâu vậy, kẹt cho chị em lắm đó. Có gì đâu mà kẹt không biết nữa. Để mấy bữa nữa anh lãnh lương rồi anh trả cho. Thôi, về đi nghe cưng. Chị em không bé ba, anh năn nỉ mà. Bây giờ em hãy về nói lại chị của em cho anh thêm vài bữa. Thú thiệt là hôm nay anh không còn một cách à. Nè, nếu mà không tin thì em xét túi anh đi. Ý, em đâu dám xét túi hay lục đồ. Ngày hôm nay anh phải ăn bánh mì vì không đủ tiền để ăn cơm. Bé ba, đâu phải anh muốn tránh mặt, mà tại anh đi ngõ sau nó tiện hơn. Bây giờ anh tính sao đây?
ơi, con Bi lớn mà dở cái giọng chủ nợ rồi. Nè, bây giờ tôi nói là tôi xin thiếu đó, được không? Không được, phải trả liền. Trả liền thì tiền không có. Anh không có tiền trả hả? Thì không sao? Không có tiền trả thì... Thì sao? Thì bác thiếu cho anh thêm một gói nữa nè. Ủa, sao kỳ vậy? Nãy giờ em giỡn với anh đó. Chứ chị em nói chắc anh không có tiền trả, nên anh không dám mua thêm, với lại không dám đi ngang. Chỉ biểu em lên nói với anh đừng có ngại, chừng nào có tiền trả cũng được. Vậy nãy giờ em giỡn với anh hả? Dạ. Trời ơi, chị của em dễ thương quá. Nè, nói với chị em là anh cảm ơn nhiều nha. Khỏi cảm ơn. Chỉ mỗi ngày anh đi ngang qua chỗ chị bán hai lần, sáng và chiều, đừng có né ngã khác nữa à nghe. Được rồi, anh không có né nữa đâu. Thôi, em về nghe. À, cảm ơn bé ba nghe. Ủa, không lẽ cô bé hai bán thuốc cũng để ý tới mình? Ý mà quên nữa, hết tiền rồi ngày mai lấy đâu ra mà nhắn tin trên báo? Mình đăng nhắn tin đã 3 tháng rồi mà tại sao không thấy ai tới tìm cả? Không biết là bà đó có đọc báo không nữa. Chào cậu. Cậu làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, bà hỏi thăm gì? Đây có phải là chỗ ở của cậu Vũ Minh Tiến không? Dạ, tôi là Tiến đây. Cậu Tiến, tôi đến đây theo mẫu nhắn tin này. Bà đây là... Tôi là Trần Thị Yến, người mà cậu muốn gặp. À, thì ra là bà. Ý cậu muốn nói gì? Đã 3 tháng nay tôi nhắn tin cho bà, tại sao bây giờ bà mới đến? Tôi vừa mới biết tin hôm qua thôi. Hay tin chồng bà chết? À không, hay tin chồng cũ của bà chết? Bà nghĩ gì? Tôi chỉ còn biết tội nghiệp cho ông ấy. Tội nghiệp à? Thật là xúc động. Tôi nói thật mà cậu. Bà nghe tôi hỏi đi, tại sao mười mấy năm qua bà không một lần quay lại xem người chồng khổ đau sống chất dưỡng ra sao? Để rồi hôm nay khi hay tin ông để lại cho bà một số tiền to, bà vội vã đến nhận ngay. Xin cậu chớ nặng lời, cậu chưa hiểu nhiều về tôi. Tôi đã qua hiểu bà dù chưa gặp chưa quen. Cậu Tiến, xin cậu cho tôi tỏ tường mọi chuyện. Chồng tôi bệnh hoạn ra sao đến nỗi phải chết đi. Nếu bà bị người lừa gạt rồi xô đẩy vào cảnh cô đơn khốn cùng thì liệu bà có vui sống được hay là không? Mười mấy năm trời chồng bà sống trong cảnh mù lòa tăm tối, bà có biết không? Bà có biết không? Hả? Mù à? Chồng tôi bị mù sao? Tại sao anh ấy bị mù? Tại vì vết thương chí mạng của bà và nhân tình của bà đã dành cho ông ấy trong cái đêm về bắt đứa con, khiến cho ông ta phải sống đời mù lòa hành khất. Trời ơi! Bà đừng có giả vờ. Bà đừng có giả vờ không biết. Cậu, tôi không biết thật mà. Anh Nhân ơi, em không biết nói sao vì những điều tôi lỗi em gieo khổ cho chồng phải ôm tối lòng. Bà ơi, có năng tội cũng chẳng mờ phai. Cậu ơi,
đã chôn kính một người. Suốt một đời thủy chung sắc son, nhưng chỉ nhận về tan tóc đau thương. Xin phép cậu tôi về. Khoan đã, bà chưa nhận số tiền mà ông Nhân để lại mà. Không, tôi đến đây không phải vì số tiền đó, mà chỉ muốn biết tin tức của chồng tôi thôi. Cảm ơn cậu. Bà Yên, tôi còn muốn hỏi bà một chuyện. Chuyện gì? Cậu cứ hỏi. Đứa con gái mà bà bắt đi bây giờ ra sao rồi? Vẫn ở bên bà đó chứ? Nào, bà hãy trả lời cho tôi đi. Cậu ơi, đứa con mà tôi bắt về, tôi đã bán nó từ lúc nhỏ rồi. Hả? Bà đã bán con bà? Trời ơi, bà là ai đây? Bà là người hay là thú dữ? Mà thú dữ cũng không nỡ xa con. Còn bà, bà là mẹ mà sao bà lại nỡ bán? Để lấy tiền vui sống với tình nhân, sao bà không nghĩ đến nỗi khổ của con? Nếu mai này nó không được thương yêu thì mái đầu xanh sẽ đoạn trường. Tôi đã bán con cho một gia đình giàu có, nhưng không con gì hiếm muộn. Từ đó đến nay tôi không gặp lại con mình. Trời ơi, ông có thấu cho nỗi khổ này chăng? Cha thì bị mù loà tủi tâm, còn con bị bán cho người. Bà thật là độc ác, giờ đừng tốn công hối hận. Cả đại dương cũng không rửa sạch bây giờ. Bà phải cho tôi biết gia đình mà bà đã bán con ở đâu, ở đâu? Bà hãy nói đi. Cậu định làm gì? Tôi phải đến đó để gặp con gái của bà, rồi cho nó biết đâu là nguồn, đâu là cội. Đừng, cha nó đã chết rồi, còn mẹ nó thì không xứng đáng được gọi là tiếng mẹ thương yêu. Cậu hãy để cho nó sống bình yên với cha mẹ nuôi của nó. Tôi biết họ rất thương yêu nó. Tôi xin cậu, tôi lại cậu, tôi xin cậu mà cậu. Nhưng còn cha nó thì sao? Ông ấy đang chết dần chết mòn trong chờ đợi kia kìa. Cậu nói gì? Ông ấy... Phải, ông ta còn sống. Đúng ra, với những tai họa mà bà đem tới cho ông ta, thì ông ta nên chết đi cho hết khổ hết đau. Nhưng vì ông ta còn muốn gặp lại đứa con của mình, nên ông ta cố sống, dù sống kiếp ăn mài tủi nhục,
ốm đau không ngừng lo lắng. Nhưng ông ta vẫn cố sống, cố sống để chờ đợi. Bà hiểu chưa? Chồng tôi còn sống, chồng tôi còn sống. Phải, tôi nhắn tin là để tìm cách gặp bà thôi. Cho miếng cơm mỗi ngày, ông ấy ăn chưa đủ no lòng, thì tiền ở đâu mà để lại cho bà chứ? Cậu, cậu quan hệ với ông ấy như thế nào? Tôi với chồng bà chỉ là người dân nước lã thôi. Nhưng trước nỗi bất hạnh của ông ấy, tôi không thể chịu nổi. Bây giờ bà phải dẫn tôi đến đó ngay. Nếu bà không muốn sự mòn mỏi giết chết ông ấy ngay lúc này, tôi cho bà biết, nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì tội ngoại tình hại chồng của bà tôi không để yên đâu. Được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi đưa cậu đi mà. Bà chờ tôi thu xếp, tôi sẽ đi ngay. Chuyện là như vậy đó, xin ông giúp giùm cho. Tôi hiểu, tôi hiểu hoàn cảnh của bà và cậu. Nhưng tôi rất tiếc là không thể đồng ý được. Ông Nam, tôi... Bà Yến à, mười mấy năm trước, khi trao đứa con, bà đã hứa với tôi sẽ không quay trở lại để nhìn. Mười mấy năm qua vợ chồng tôi mến như con ruột của chúng tôi. Nay nó đã trưởng thành, đáng yên tâm học tập. Nếu nó biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ rất khổ tâm, không có lợi cho tương lai. Xin ông thương hơn người bạn thân, mười mấy năm qua mòn mỏi không con. Tôi là do tôi đã đi ra, chồng của tôi phải gánh chịu bấy lâu. Mong ông nghĩ lại cho cung thâm gặp mặt chỉ một lần thôi, để người cha bất hạnh rơi nỗi sầu cô quanh. Bà và cậu làm tôi khó nghĩ quá. Từ trước đến nay cháu Trâm nó luôn nghĩ vợ chồng tôi là cha mẹ ruột của nó. Nó là đứa con ngoan, lúc nào cũng vâng lời, học hành chăm chỉ siêng năng. Nó là niềm vui, niềm an ủi, khiến cho vợ chồng tôi quên hẳn chuyện buồn vì hiếm muộn. Ông Nam, Tôi đành phải từ chối thôi. Ông Nam, nếu bà cần tiền để lo lắng cho chồng thì tôi sẽ giúp. Chứ còn tôi không cần tiền, tôi chỉ cần... Kìa, nó đi học về kìa. Ba và cậu đừng nhắc gì chuyện đó nữa nha. Thưa ba, con đi học mới về. Dạ, chào bác, chào anh. Tâm à, ba đang tiếp khách, vậy con hãy vào nhà đi. Dạ. Trâm. Kìa, ba. Dạ, bác gọi cháu. Cháu mới đi học về đó hả? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 16 tuổi. 16 tuổi? Vậy là đã 13 năm xa cách. Dạ, bác nói gì cháu không có hiểu. Thôi, con đi vào nhà đi. Dạ. Bà Yến à, ba phải giữ lời hứa với tôi chứ. Con tôi nó đã lớn từng đó rồi. Thôi, tôi đã quyết định như vậy rồi. Ba và cậu không cần phải nói gì thêm nữa. Xin lỗi nha, tôi còn một số việc khác cần phải lo cho xong. Ông Nam, ông thương con lắm phải không? Thì như cậu thấy đó, nếu không thương á, tôi đâu có chăm sóc cho nó được như ngày hôm nay. Ông chỉ là cha nuôi mà ông còn thương nó như vậy, thì thử hỏi cha ruột của nó còn thương nó đến bực nào nữa. Tại sao ông tàn nhẫn như vậy? Vì ông muốn giấu che sự thật là ông đã dập tắt ánh lửa hy vọng của một con người đáng thương. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Nè, cậu nên bình tĩnh. Ông sợ mất con nuôi nên ông dửng dưng trước nỗi khổ của người cha ruột. Ông muốn che giấu, được, ông cứ việc che giấu đi. Còn tôi sẽ tìm cách cho nó biết sự thật. Đến lúc đó, để xem nó nhìn ông như thế nào. Nó sẽ nghĩ gì khi chính cha nuôi của nó đã góp phần giết chết người cha ruột. Ba, có chuyện gì vậy ba? Ông hãy nghĩ kỹ lại đi.
tôi sẽ chờ câu trả lời của ông. Chào ông. Bà cùng về với tôi chứ. Khoan, cậu khoan đi đã. Trâm à. Dạ. Ba đã từng dạy cho con, dù gặp bất cứ chuyện bất ngờ gì cũng phải bình tĩnh. Con có còn nhớ không? Dạ nhớ. Vậy thì con nghe ba nói đây. Con là... Không, không, ông Nam. Con là... Ông Nam, tôi nghĩ lại rồi. Ông đừng nói gì hết, đừng làm khổ thêm cho người nào nữa hết. Không tiếc ơi, nói như tờ giấy trắng. Đừng, đừng nên gieo khổ thêm ai. Chuyện đã lâu rồi, vui sâu chung. Còn kia nỗi nhớ mong còn cách mãi cách dài. Trâm con. Dạ. Hôm nay ba sẽ cho con biết một sự thật. Sự thật gì ba? Cậu Tiến, cậu nói đúng. Không thể che giấu sự thật mãi được. Cũng không thể vì muốn giữ cái mình có mà buộc người khác phải chịu mất đi. Trâm ơi, con không phải là con ruột của ba với má. Ba nói sao? Con không phải là con ruột. Phải. Ba đã nhận con từ tay của một người đàn bà xa lạ. Vì mẹ con mang bệnh tim không thể nào sinh nở được, nên ba phải tìm một đứa con nuôi để sau này hộ ấy nương nhờ. Thương vậy sao ba? Từ đó đến nay ba giữ trong lòng, bởi ba mang con như là núng ruột, nên sợ kể ra chuyện buồn con sẽ lùi thân. Chắc con nhớ một lần con đã hỏi ba, tại sao con nguyện thầm mong không có hình con ung nôn hay đầy tháng. Ba mới trả lời rằng lúc đó vì con bình minh, ba má tự nhiên chẳng dám chụp. Có lẽ hoàn cảnh khó khăn nên ba má con không quay lại được. Bà có nghe không? Ba ơi, thì sao con là đứa trẻ đổi mẹ thay cha giữa hai khoảng cách cuộc đời? Chỉ có mẹ con là kẻ nhẫn tâm tôi không? Ba ơi, con có biết là bây giờ ba mẹ ruột của con sống ở đâu không? Con muốn được một lần gặp mặt. Để hỏi vì sao sinh con mà không vui, để tiếc lá non phải xa cội xa đành. Em muốn biết cha mẹ ruột của em lắm mà. Được rồi, sẽ cho em biết. Đừng, đừng, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không đạt được nghe tiếng của Thiên Liên đó. Đừng, đừng. Kìa, bà Liên, bà Liên. Ba, tại sao bác ấy lại bỏ chạy vậy ba? Con nói ra không cầu tiên. Tôi nghĩ
ông cần phải cho đến năm kia. Trong trong ơi, bác thấy buồn chạy là bởi bác thấy đang bị tâm dặn dặn, vì bác thấy là mẹ thương của con. Mẹ thương của con. Phải, người đàn bà đó đã một lần đánh mất mình mẫu tử vì giấc mơ xa qua mà quay lưng với đàn đi làm người. Còn cho em bây giờ sống thế nào khi mẹ em đã quay lưng còn thương em thì lưu là cha em giờ như ngọn đèn trong gió không biết lúc nào thêm lùng lùng dầu khô. Thân phận của em sự thật là như thế này sao? Trâm con, thôi con hãy cố bình tĩnh lại. Tôi chuẩn bị đi theo anh đây, đi thăm ba ruột của con nha. Dạ. Ông Nam, tôi xin cảm ơn ông. Không, người cần cảm ơn là tôi. Chính cậu là người đã giúp cho tôi hiểu thêm cách sống thế nào cho đúng với lẽ sống ở đời. Tôi mong Yến như là con mong mẹ vậy không? Làm ơn nấu giùm tôi gói mì ăn đỡ đói coi. Con nghe tôi nói gì không mà trời ơi Yến ru vậy trời. Gì vậy? Yến làm gì đó? Bộ tính gom quần áo đi bán hả? Bỏ đó đi. Làm ơn nấu giùm tôi tô mì gói rồi muốn làm gì thì làm mà tôi đau tôi đói nè. Yến, Yến làm gì vậy? Yến tính đi đâu vậy Yến? Buông ra, buông tôi ra. Yến, cô Yến định bỏ tôi hả? Yến, trước đây thì tôi còn cam chịu, nhưng bây giờ thì tôi không thể nào chung sống với anh được nữa. À, khi tôi biết được chồng tôi phải sống trong mù lòa tăm tối suốt mười mấy năm trời. Yến nói gì kỳ vậy? Báo đăng chết mà sao tự nhiên bây giờ nói mù? Anh nín đi. Chính anh, chính anh trong đêm về bắt con. Anh đã đánh chồng tôi rất dã man đến tôi bị mù đôi mắt. Sao Yến biết vậy? Anh Mạnh, anh tưởng có thể che giấu mãi được hay chăng? Nhưng hành động bất nhân, vì ai mà tôi nhân tâm bắt con mình đem bán lấy tiền đưa cho anh quan lý. Chồng ơi, tại sao khi đó tôi lại quá ngu si tin vào một kẻ tán tận lương tâm? Yến là chuyện lâu rồi nhắc lại làm chi, dù sao tụi mình cũng đã sống với nhau. Hai đứa từng sớm chia sướng khổ vui buồn, chẳng lẽ bây giờ em bỏ tôi hay sao? Buông tôi ra đi, buông ra đi. Yên, hãy để tôi yên. 13 năm
13 năm trời, thân tôi chìm ngập trong tội lỗi đã đủ lắm rồi. Đủ rồi. Yên ơi, dẫu chúng ta đến với nhau bằng cuộc tình không minh bạch, thời gian sống bên nhau dù buồn nhiều vui, nhưng cũng đã 13 năm mình chung lối chung nào, trong lòng tôi cũng xem em là vợ mà vợ. Vợ tạm chồng hờn có nghĩa gì đâu. Mây gió xuôi kia gặp nhau thì nay sẽ trả về chỗ cho mây. Yên ơi, thân tôi giờ như con thuyền một nắng, em nỡ nào bỏ mặt tan tành trong giông pin rồi. Để anh nhắm hướng coi. À, đúng rồi, rẽ vào lối này. À, kia rồi, nhà ba em kia kìa. Nè, hãy đi tới đó, nhanh lên em. Sao bác không đợi con về?
con đã nói là con sẽ quay trở lại mà. Bà... anh Tiến, em làm sao rồi anh Tiến? Trời, Trâm, Trâm ơi, ngọn đèn kia đã tắt, tiếng lục dầu khô, thì nỗi nhớ mong cũng đã nguôi tàn. Bài rồi về khỏi trời ơi, ba em chết rồi sao? Ba ơi, ba. Trăm con cháu trở về Tây Nguyên với đứa con thơ cách xa.
tiên. Dạ, cháu hãy nhìn kìa. Bây giờ thì bà không cần phải đi hết rồi, mà bà phải sống, sống thật lâu để bù đắp lại cho con cháu ta.
gặp lại chốn máu của mình. Bác ơi, sóng gió đã qua đêm không còn vì trên núi mòn mưa đã in thêm dấu chân mấy đêm đã lùi xa nhường không gian cho những ánh sao trời. Con tôi đã về tôi như cây khô được tưới nước sự sống lại dần nảy lòng đơn hoa. Ôi da như tôi còn nhìn thấy cuộc đời tôi sẽ dắt con tôi băng rừng chạy thẳng lên đỉnh để kêu to cho mọi người hay biết rằng tôi là người cha hạnh phúc nhất trần gian. Con tôi nó đã về, con tôi nó đã về rồi. Trâm ơi, dù ba không nhìn được nhưng ba biết con ba là một đứa con gái tự tin và có chí lắm phải không con? Dạ thưa ba, cũng nhờ ba má nuôi của con hết lòng thương yêu cho con ăn học, hiện giờ con đang học lớp 10. Con có cha mẹ nuôi à? Dạ. Còn má của con đâu? Má con không nuôi dưỡng con sao? Dạ, bà ấy đã giao cho người khác nuôi dưỡng em Trâm 13 năm nay rồi. Thật là thôi, dù sao như vậy cũng là may mắn cho con. Ba má nuôi của con thương con lắm hả Trâm? Dạ, nhờ có anh Tiến con mới biết con còn có ba. Chứ trước đây con cứ nghĩ mình là con ruột của ba má nuôi. Như vậy thì ba cũng yên lòng. Cậu Tiến à? Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy nè. Dạ, bác tính sao? Con Trâm bây giờ nó đã trưởng thành, tương lai nó được ba má nuôi nó vun đắp, nó cứ ở lại nơi đó, thỉnh thoảng về để thăm tôi thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng làm sao con yên lòng khi ba sống cực khổ như vậy? Hay để con xin ba má nuôi rước ba về chung sống? Không, ba không muốn làm phiền người ta đâu. Vả lại ba đã quen sống tĩnh lặng ở đây rồi, về chỗ ồn ào ba không có chịu được đâu con. Trâm à, bác đã tính như vậy rồi thì em hãy nghe theo lời của bác, rồi sau đó mình sẽ tìm cách cho bác không còn vất vả nữa. Dạ. Thôi, hai đứa hãy vào nhà ngả lưng nghỉ đi. Muốn nói gì thì để sáng mai nói tiếp. Chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi. Ba cũng nghỉ đi ba, để con đưa ba vô. Con đi nghỉ trước đi, chút nữa ba vô sau. Dạ. Yeah.
đã phụ nó bị mờ. Thời gian đang dần trôi qua, nhắc làm gì cho vậy đau. Anh Nhân, thôi cô không cần phải làm gì hết, cô không nợ tôi, mà tôi cũng chẳng còn thiết nhớ nữa. Đi đi, cô hãy đi đi. Ba, ba ơi, bao ngày thân mẹ đếm trải sầu đau, vì tôi bao mấy ngày xưa nhân hôm nay đến chịu ê ê. Xin ba đứng tha cho đám cưới mưa trời. Đường mây chim kia cánh đã mòn ngòn, mới bao giông Nhân. Tôi xin anh hãy thứ tha cho chị. Những ngày còn lại của cuộc đời, anh cũng bất quạnh hiu, mà chị cũng chuộc lại được phần nào tội lỗi. Ông đây là... Dạ, đây là ba nuôi của con. À, anh là ba nuôi của con Trâm đó hả? Phải. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Anh đã lo lắng cho nó như con ruột của mình. Thật ơn này không biết ngày nào tôi trả được. Anh đừng nói vậy. Cũng nhờ có cháu Trâm mà vợ chồng tôi suốt bao nhiêu năm qua đỡ phần quạnh quẹ. Còn chị Yến, chị ấy đã hồi tâm, cho nên không, không. Giờ còn chi, vì nhịp cầu đã gãi từ lâu, thuyền đã qua. Xóa hẳn niềm đau cũ bằng sự khoan dung của mình. Thưa bác, cháu nghĩ... Cậu Tiến, cậu nghĩ gì? Cháu nghĩ ba nuôi của em Trâm nói đúng. Chỉ có lòng khoan dung, sự tha thứ mới xóa sạch được oán hận và giúp cho người ta vui sống. Ông Nam,
Tôi cảm ơn ông. Cậu Tiến, tôi cảm ơn cậu. Nhưng tôi cũng không dám mong anh Nhân tha thứ, vì anh ấy đã tha thứ cho tôi rồi. Nhưng tôi đã phụ lại lòng tha thứ đó. Ở đời sự tha thứ cũng có giới hạn mà. Tôi hiểu phận tôi rồi. Tôi cần phải trả lại những gì mà tôi đã dai đã mượn. Ba, xin ba thương con. Cô thấy không, trên đời này sự khoan dung nơi đâu cũng có. Chỉ có điều cần phải đón nhận nó như thế nào để không phụ lại sự khoan dung đó. Em hiểu. Chỉ tiếc là đến ngày nay mới hiểu thì đã muộn. Chưa muộn đâu. Anh Nhân, cô hãy đến với con đi. Cô cũng xa nó lâu lắm rồi. Trâm.